về đi, người ta là hôm qua mày nói như nào bản lúc nhảy đi luôn mày về đi. Bây giờ anh đuổi nó về thì anh phải làm một người bố thật tốt đã thì nó mới đi về được chứ. Ta như thế nào không tốt hả? Nó ốm đau đêm hôm thì có mang được bó đi biển đâu. Hay này giúp cho bà. Đến lúc mà sốt lặng thì bạn tính kiểu gì? Ngủ say thế đến lúc con ốm lặng thì sao mày biết nhỉ? Con cháu bị ốm đéo là cái gì nữa thì tôi đã nó xong luôn nè. Lớn nhiều. Mày xách đồ vào đây, hôm nay tao đọc kiếm mày để lên con bao. Tao bảo là để cho nó ở đây, cho nó chăm đi nó bỏ đã. Nó lại đang kiếm đồ ở đây. Kiếm cái quản đấy. Bảo mấy hôm bảo con gì đi, cứ bảo nó không vậy. Sợ chả nó nóng hay còn gì. Sợ đi bảo em. Gọi mày chốt cả cửa phòng đi, gọi cái gì? Tiền đoàn con đấy mày em à? Gọi đấy, anh em. Mày đi mày đấy. Ngủ như gì đấy, còn chốt phòng thì ai gọi mày? Nên đợi đến lúc thằng này nó nả ra thì lúc đấy đợi nó xuống mày, mày đưa nó đi thì nó làm đéo rồi chứ. Thôi giờ bác sĩ bảo là nó bị nhẹ, không phải nó bị nhẹ, giờ nhà nó cũng đi cho nó phải không mũi nhỏ mũi để nó uống thuốc đúng không? Nó uống đầy đủ mà nó đang không sống chán đấy. Như là muốn hai người về không ạ? Ôi nó ngày thì nó bài kiểu gì? Đéo gì cả. Mình thích về quê đi. Về quê mấy hôm thì ở đấy chắc cũng gọi thằng kia lên. Nên là anh còn anh chưa ăn. Đưa đây để em bé thế nào. Bảo đưa đây rồi. Bảo đưa cho mày. Nha.
Tránh ơi, bảo ba một câu. Ba đâu? Ba đâu chú ý? Ba đi đâu rồi? Ê. Tại bà ở trên viện kiểu bố cô cháu ở trên viện bà gọi. Nó nóng chán thì mấy hôm rồi thì nó đi khám. Đi ra đi từ sáng đi buổi đi ra đi vừa đi đâu anh nói sáng nay còn nắng mưa. Nó ốm bắt buộc là phải mang nó đi viện. Lấy xe đi. Ô mày đi cứ lấy gì bây giờ? Sao lại lấy xe em đi ạ? Nhưng con mày đi đấy thì đi xe máy đi à? Nó còn đang ốm nữa. Mày không hiểu anh không đây, không biết được nó làm gì. Từ... Ừ mày làm gì mày nhắn tin với thằng kia thì... Ta kéo thằng nói luôn nhá. Ý em bảo là làm gì kiểu em. Còn tôi ta kéo phải giải thích với mày nhiều. Với thằng kia mà ta để quên thằng này thôi. Tại không có chuyện đấy thì nó cũng ra luôn hôm nào nay không phát được. Thế nào bảo chúng đi thằng khác không? Chúng bảo cất cái chuyện đi đi được. Đi đâu nha, đừng có nói thế. Ai như mày thế mà. Mày nhà nó bỏ vậy. Vợ mình mày tin tưởng nó chứ là ngày nào cũng ở với mày. Mỗi như thế thôi. Mỗi cái tin nhắn, mày cứ nghĩ xấu về nó. Cả ngày là bước chân lên cầu chứ. Đến lúc bà quê rồi. Anh cái bà quê một hai hôm nó có đi không? Có thèm đòi lên với con không? Sao anh bảo em không nói lên với con? Thế bây giờ em nói lên với con anh không cho mà em đi về em cũng đuổi em về đi làm nào? Mày nói lên cho nó. Nói đi chết. Nói ăn gì nữa. Tôi là chú nói đi thôi. Còn từ giờ tối mày về đây, hôm qua mày nói như nào, bản lĩnh thế thì tối mày về đi. Bây giờ anh đuổi nó về thì anh phải làm một người bố thật tốt đã thì nó mới đi về được chứ. Ta như thế nào không tốt hả? Nó ốm đau đêm hôm thì có mang được nó đi viện đâu. Hay là anh giúp cho bà. Anh để em ở đây đi, để em lấy cái thẻ của em mà đưa con đi viện nữa. Tam giờ đi viện hả? Thôi, đừng nói. Ê, thằng Bin nó đỡ rồi bà. Mai nhá, mày không chung tôi mà. Vì không nói nhá. Không, ta chỉ chơi không chung người thôi. Đấy đó, nó chung rồi. Vì không nói nhá. Bà nó đang mệt mỏi hết người nữa nè. Đóng lửa chết bà. Mai xả cô. Bà hỏi như vậy nữa. Đâu đây? Mẹ đi nào, mẹ ăn kiểu đấy không còn. Mẹ đi nào, ốm đau
đào hai đứa này để đi con một tí. Đừng vì tôi nặng quá. Nghĩa đơn, em là em đã chấp nhận được cũng như kiểu như thế. Em không thích. Nó chả có một cái chuyện gì đó, nó quá đáng rồi. Một công bảo của anh em ấy mà gọi là lấy vợ của anh em mà anh em chịu được như thế thì anh em chịu được, còn em đéo chịu được. Em đéo chấp nhận. À như thế rồi á, tôi tin như thế rồi thì cái thằng nếu mà con không nói thằng Minh này thì
con ngủ hoàn toàn. Lặng bình chưa? Lặng bình chưa? Về à? Sợ cái kia, đi sợ cái kia.